Rồi cái kinh nào mà có nói về hoạt động của ngài La Hầu La đó thì mình phải tìm chứ còn không tìm thì làm sao mà biết. Đây. Đây nè, vì thấy ha, ở đây sư tìm cái tên của ngài La Hầu La mà có nhắc tới ở trong trong Tam Tạng đó, có nghĩa là chỉ bao gồm là tạng kinh và tạng luật thôi ha. Thì trong có thể là sẽ có một vài cái nhầm lẫn, sẽ có một vài nhầm lẫn nhưng mà không có nhiều. Đó là trong tạng luật thì có 11 11 chỗ nè, trung bộ kinh là có 39 chỗ, tương ưng có 30 chỗ, tăng chi có 8 chỗ và tiểu bộ có 20 chỗ là có nhắc tới ngài, có nhắc tới ngài ha. Và do nó có quá nhiều kết quả đi cho nên đó là sư không có thời gian để mà đọc ra từng bài kinh. Ví dụ như chỗ này có 30, trung bộ có 39 chỗ nhắc tới ngài La Hầu La, thì không lẽ bây giờ sư ngồi ra sư liệt kê hết cho quý vị hay sao? Cho nên sư chỉ nói là trong Tam Tạng này có rất nhiều chỗ ha, có rất nhiều chỗ. Và sư dùng cái này là cái gì? À đây quý vị coi, đây là cái trang là Digital Bali Reader Online. Cái trang này đó là chúng ta có thể tìm một cái đoạn kinh bằng Pali ha, một cái đoạn kinh bằng Pali. Thì ở đây là sư sẽ gõ cái tên ngài La Hầu La vào đó, rồi sư tìm ở trong tạng kinh trường bộ, trung bộ, tương ưng, tăng chi, tiểu bộ, sẽ tìm coi nó có bao nhiêu cái kinh tạng mà có xuất hiện cái tên này, có nghĩa là cái tên này được nhắc tới. Thì đây kết quả trường hợp bài Gia Du Đà La cũng như vậy, nếu mà quý vị gõ vô quý vị tìm đó, nó sẽ ra từng cái kết quả. Rồi nếu mà quý vị muốn coi đó thì quý vị có thể bấm bấm xem, bấm xem. Ví dụ như là trong tương ưng đi, sẽ bấm tương ưng đi đó. Thì đây tương ưng, thì tương ưng hai nè, bài kinh số 7 nè, Rahula nè, Samyuttang đó, kinh số 2 đó, thì quý vị có thể xem đó. Rồi tương ưng số 3 cũng có nói tới nè đó, tương ưng 4 bài kinh Khanh Thá Samyuttang là cũng có nói tới nè đó. Rồi tăng chi chương 1 pháp, chương 4 pháp đó. Rồi rồi tới tiểu bộ. Cho nên á, có rất là nhiều ha, nhưng mà do vì có quá nhiều đi, do có quá nhiều đi cho nên là sư chỉ hướng dẫn quý vị cái cách để quý vị tìm thôi, chứ còn sư không có thể nào mà sư nói hết cho quý vị được.